Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hóa Cbiz. Và ngay sau đây mời các bạn đồng hành cùng với chúng mình đi tìm hiểu xem ngày hôm nay có những tin tức nào hay và mới nhất nhé. Tùng Thiến dính scandal gian lận phiếu bầu sau khi trở thành nữ thần Kim Mưng năm 2020. Có thể nói sự kiện lễ trao giải Kim Mưng đang nhận được vô số sự quan tâm và chú ý từ người hâm mộ bởi những lùm xùm xung quanh. Cách đây không lâu, Victoria Tùng Thìn đã trở thành nhân vật chịu nhiều chỉ trích khi cô được xứng danh trở thành nữ thần Kim Mưng năm 2020, đảm nhiệm trọng trách múa mở màn cho sự kiện. Tuy nhiên, lùm xùm này chưa qua, bề bối khác đã tới. Ban tổ chức của lễ trao giải Kim Mưng mới đây đã thông báo rằng họ phát hiện được hành vi gian lận phiếu bầu cho hai hạng mục quan trọng là nữ diễn viên được yêu thích nhất và nam diễn viên được yêu thích nhất. Sau khi rà soát lại, những con số thống kê mới chênh lệch quá nhiều so với dự kiến đã từng đưa ra khiến CNET bất ngờ. Trong khi bảng nam diễn viên được yêu thích nhất vẫn bảo toàn được xếp hạng, chỉ hao hụt một phần số phiếu bầu, thì ở bảng nữ diễn viên được yêu thích nhất, không chỉ số phiếu mà thứ hạng có màn thay đổi chóng mặt. Cụ thể, theo như bảng cũ, Victoria dẫn đầu với số phiếu là 918.851 phiếu, theo sau là Triệu Lệ Dĩnh, 835.427 phiếu, tiếp theo đó là Đàm Tùng Vận, 405.370 phiếu. Tuy nhiên, theo số liệu thực sự mới được công bố, Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân bứt top với 867.579 phiếu, sau đó là Đàm Tùng Vận với 410.981 phiếu, thứ ba mới là Victoria với 379.571 phiếu. Điều này có nghĩa rằng fan của Victoria đã gian lận số phiếu lên gần 540.000 phiếu, một con số quá lớn. Kể từ đây, fandom các nhà khẩu chiến dữ dội. Tôi đề nghị lọc cả phiếu nữ thần Kim Mưng. Bây giờ mà lọc lại phiếu danh hiệu nữ thần thì dân tình còn hóng nữa. Chắc giờ đang xấu hổ lắm đấy. Tôi cũng thấy lạ, fan của Triệu Lệ Dĩnh mới là đông cơ mà. Sao có thể lép vế thế kia được? Kết quả mới công bố kia mới là kết quả tôi nghĩ từ trước. Đúng là tức cười. Hôm trước, fan cô Victoria còn mạnh miệng chỉ trích Đàm Tùng Vận lắm cơ mà. Hiện tại thì chủ đề này vẫn đang gây tranh cãi, còn Victoria vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Ngày 15 tháng 10, Soho đưa tin giải thưởng Kim Mưng, một trong ba giải thưởng về phim truyền hình danh giá nhất Trung Quốc, công bố nữ diễn viên ca sĩ Tùng Thiến sẽ là nữ thần Kim Mưng năm nay. Hạng mục nữ thần Kim Mưng không được coi là một giải thưởng nhưng có sức nặng nhất định. Đây được xem là sự khuyến khích của ban tổ chức của giải Kim Mưng với các nữ diễn viên trẻ có nỗ lực tiến bộ trong diễn xuất, nhận được sự yêu thích của khán giả trong suốt 2 năm. Tùng Thiến được coi là một ca sĩ thần tượng có thực lực. Cô hoạt động năng nổ trong nhiều lĩnh vực như ca hát, đóng phim, làm giám khảo các chương trình tuyển chọn nghệ sĩ, tham gia show truyền hình. Người đẹp cũng sở hữu lượng fan đông đảo với hơn 49 triệu người theo dõi trên trang cá nhân Weibo. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của Tùng Thiến hạn chế, không thuyết phục được khán giả. Vậy nên, khi cô giành được danh hiệu nữ thần Kim Mưng, một số khán giả phản ứng và cho rằng nữ nghệ sĩ chưa xứng đáng. Theo Soho, vì xuất thân là ca sĩ thần tượng, Tùng Thiến không được đào tạo bài bản về diễn xuất. Cách biểu đạt cảm xúc của cô luôn phô trương, khiến nhân vật trở nên ngớ ngẩn gây cười. Nhiều khoảnh khắc diễn quá lố của Tùng Thiến hiện đang lan truyền trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, người đẹp nhiều lần không thể hiện được cảnh khóc ra nước mắt. Dù khóc vì thất tình, vì mẹ bệnh hay là vì xúc động, cô chỉ có thể gào khan. Theo Soho, khán giả cho rằng Tùng Thiến sống rất vui vẻ lạc quan, rất ít khóc nên cô khó rơi nước mắt khi đóng phim. Trong phim Vương quốc ảo Huyễn Thành, có cảnh nhân vật lê lạc của Tùng Thiến bị đâm vào tim, nhưng cô chỉ có một biểu cảm trợn mắt. Trong Kiển Trấn Kỳ Duyên, Tùng Thiến luôn thể hiện cảm xúc quá đà, đặc biệt phân cảnh diễn chung với Dương Dương khiến tài tử này cũng không thể tương tác kịp. Tùng Thiến tham gia diễn xuất từ năm 2012, tuy nhiên, hầu hết các tác phẩm của cô đều bị đánh giá có chất lượng trung bình. Trong đó, phần thể hiện của nữ diễn viên luôn là điểm yếu của phim, thậm chí khiến khán giả bỏ xem. Sau đó, việc Tùng Thiến vượt qua Đàm Tùng Vận, sang sơ ảnh, trở thành nữ thần Kim Mưng năm 2020, nhận được nhiều chỉ trích, tranh cãi. Chúng mình là Hóa Cbiz, nếu như các bạn cảm thấy những thông tin trên là hữu ích, vậy thì đừng quên like, subscribe kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!